could be us. So back to what I was saying. Could be us. Harry tự đặt biệt danh này cho chị dâu chứ không gọi tên. Đặt biệt danh cho những người thân yêu trong gia đình là một thói quen phổ biến của Hoàng gia Anh. Chẳng hạn, Hoàng tử William thuở bé từng gọi nữ hoàng là Gary vì anh không thể nào phát âm Granny mà thật rõ ràng. Thái tử Charles thích gọi con dâu Meghan Markle là Von Fram vì theo lời ông, cô rất cứng rắn và không chịu khuất phục. Công nương Kate Middleton cũng gia nhập hội được trao biệt danh trong Hoàng gia. Theo OK, Harry không gọi tên của chị dâu mà chỉ nhắc đến cô với tên Kate. Kate chỉ được dùng khi nữ công tước xứ Cambridge lên đại học. Trước đó, mọi người quen gọi cô là Catherine. William lại thân mật gọi vợ là Babe và Darling, đều có nghĩa là em yêu. Các con của cặp đôi gọi Kate là Mummy, mẹ yêu. Thuở học sinh, Kate được các bạn đặc biệt danh Squid, trùng tên với chú chuột lang mà cô nuôi. Ngay cả em gái Pippa của Kate cũng có một chú chuột lang tên Pip. Biệt danh Pip của cô xuất phát từ đây. Lúc theo học trường cao đẳng Marlborough, Kate có mối quan hệ rất tốt với các bạn học. Về sau, khi đang yêu William và có dịp gặp gỡ các bạn, họ luôn nghịch ngợm gọi cô là công nương tương lai. Công nương Kate bị cho là bắt chước Meghan, vậy tại sao Kate được khen, Meghan bị chê? Mặc dù công nương Kate Middleton nhận được rất nhiều lời khen cho những bức ảnh mừng sinh nhật được chụp theo phong cách cổ điển của hoàng gia, nhưng vẫn có ý kiến trái chiều. Các phán của Meghan Markle khẳng định rằng Kate đã bắt chước phong cách của Meghan. Không chỉ vậy, còn có những chi tiết khiến phán của Meghan bức xúc. Nhân dịp sinh nhật, công nương Kate của Hoàng gia Anh đã chụp bộ ảnh mới, lấy cảm hứng từ những bức ảnh của Hoàng gia Anh trong quá khứ. Tuy nhiên, Kate bất ngờ bị các phán của Meghan cáo buộc rằng cô bắt chước phong cách của em dâu chồng. Đó là vì trong ảnh sinh nhật, Kate mặc bộ váy hở vai. Phán của Meghan chỉ ra rằng, vào năm 2018, Meghan cũng đã mặc váy hở vai tương tự và hồi đó Meghan còn bị phê phán vì vi phạm nguyên tắc của hoàng gia. Lúc ấy, các phán của Hoàng gia Anh bảo rằng Meghan đã mặc chiếc váy không phù hợp. Theo trang Delisa, tờ The Sun của Anh còn nhận xét, các thành viên nữ của Hoàng gia không mặc váy hở vai hay các kiểu trang phục thiếu kín đáo khác. Còn một chi tiết nữa, đó là việc Kate cho tay vào túi trong bức ảnh cô mặc váy đỏ. Các phán của Meghan chỉ ra rằng, cũng vào năm 2018, Meghan cho tay vào túi váy khi cùng hoàng tử Harry dự một sự kiện. Thế rồi bị chê trách không tiếc lời. Ngày ấy, Meghan bị các tờ báo gọi là thiếu chuyên nghiệp, thoải mái không phải lối. Còn bây giờ, Kate cũng cho tay vào túi váy thì lại được khen đẹp. Do đó, phán của Meghan bình luận, những gì Meghan từng nhắc đến về tiêu chuẩn Kate là đúng. Trang Kate và Meghan nhận được cách đối xử khác nhau từ cả Hoàng gia Anh lẫn truyền thông. Cùng một kiểu váy, cùng một cử chỉ mà Meghan mặc hoặc làm thì bị phê bình, Kate thì lại được khen. Tuy nhiên, ở đây cũng có thể hiểu rằng Meghan bị truyền thông phê phán vì cô mặc váy hở vai trong lễ Trooping the Colour, lễ diễu hành để mừng sinh nhật nữ hoàng. Mà trong các sự kiện trang trọng như thế thì các thành viên nữ của Hoàng gia Anh thường mặc kín đáo hơn. Ngược lại, Kate mặc váy hở vai trong ảnh sinh nhật của cá nhân cô mà thôi. Trước đây, Kate cũng từng mặc váy hở vai nhưng trong các sự kiện ít trang trọng nên không có vấn đề gì cả. Việc cho tay vào túi cũng tương tự. Meghan hành động như thế lúc đang cùng chồng thực hiện một trách nhiệm của hoàng gia, tức là đang đại diện cho Hoàng gia Anh, nên cô mới bị chê trách. Còn Kate chỉ cho tay vào túi trong ảnh cá nhân của cô. Về những hình ảnh của Kate, các chuyên gia ngôn ngữ cử chỉ cho rằng Kate thể hiện sự tự tin và thoải mái, là chính mình chứ không chỉ là vợ của William hay mẹ của các hoàng tử.